Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tổ ấm yêu thương được phát sóng vào sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây sẽ là thông tin đầu tiên của chương trình, mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Ngày nay, việc trang bị những thiết bị hiện đại cho không gian sống, đặc biệt là nhà vệ sinh, đang trở thành mối quan tâm của rất nhiều người. Những thiết bị vệ sinh thông minh như bidet cũng dần được ưa chuộng và lựa chọn nhiều hơn. Và những sản phẩm này có gì khác biệt so với các thiết bị vệ sinh truyền thống? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thiết bị vệ sinh thông minh là những thiết bị có nhiều chức năng tự động hóa, quy trình vệ sinh. Chúng mang lại cho người sử dụng sự thoải mái, tiện nghi và dễ chịu. Và bidet là một trong những thiết bị thông minh dành cho nhà vệ sinh. Với đặc tính thân thiện, an toàn với môi trường, tiện ích, sử dụng dễ dàng, thao tác cực kỳ đơn giản và rất tốt cho sức khỏe của người sử dụng, đặc biệt là người già, người bệnh tai biến và trẻ em. Thiết bị vệ sinh bidet của công ty Hyundai Bidet đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng và yêu mến của khách hàng. Điển hình là 3 dòng sản phẩm HB7000, HB8000, HB9000 đã may mắn được khách hàng tin dùng, đồng hành trong hơn 3 năm qua. Hiện công ty đang tập trung sản xuất và phân phối các sản phẩm bidet không sử dụng điện, thời gian bảo hành 36 tháng, được sản xuất tại nhà máy có quy mô lớn đặt tại Long An theo quy trình công nghệ mới, hiện đại với tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá chất lượng 100% của Hàn Quốc. Ngoài ra, với giá thành hợp lý, thời gian bảo hành lên đến 3 năm cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tiện lợi, nhanh chóng mà sản phẩm của công ty Hyundai Bidet đã được không ít khách hàng lựa chọn. Trong thời gian tới, công ty Hyundai Bidet sẽ không ngừng nghiên cứu, nỗ lực cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn và cho ra đời dòng sản phẩm bidet sử dụng điện mới, đầy đủ tính năng. Bên cạnh đó, không kém phần sang trọng về mặt kiểu dáng và mẫu mã để khách hàng thoải mái lựa chọn. Vừa qua, công ty cũng là một trong những đơn vị tham gia tại triển lãm Việt Build lần thứ 2 năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn mang dòng thiết bị vệ sinh thông minh bidet đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Sữa nghệ là món đồ uống rất phổ biến tại các quốc gia phương Tây và hiện cũng đang được nhiều người tiêu dùng đón nhận tại Việt Nam. Sữa nghệ có chứa curcumin trong củ nghệ giúp làm lành vết thương cho các mẹ bầu sau sinh, bệnh nhân sau phẫu thuật. Ngoài ra, sữa nghệ giúp hỗ trợ tiêu hóa, làm lành vết viêm loét dạ dày, tá tràng hiệu quả. Sữa nghệ Hera là dòng sản phẩm chứa 98% sữa tách béo, nhập khẩu từ New Zealand, kết hợp trên chất curcumin cao cấp, có tác dụng làm lành vết thương, chống oxy hóa, giúp người sử dụng có sức đề kháng tốt và hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ngoài ra, công dụng nổi bật của sữa nghệ Hera có thể kể đến như làm đẹp, trắng da, dưỡng ẩm cho da, giảm các triệu chứng stress, mất ngủ, hỗ trợ ức chế các tế bào ung thư, chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa. Với mùi thơm ngậy tự nhiên, vị ngọt dịu mát từ thiên nhiên, cùng quy trình sản xuất an toàn, không chất bảo quản, không màu thực phẩm, sữa được tách béo, nên sữa nghệ Hera có thể dùng được cho người tiểu đường và an toàn cho phụ nữ sau sinh và người già. Hiện nay, sữa nghệ Hera đã được công ty cổ phần cung ứng thực phẩm sạch Sài Gòn Sago Food tiên phong mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam nhằm đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu về thực phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp của gia đình Việt. Tôi là một người rất là quan trọng sức khỏe cho cả gia đình cũng như là của mình và cái nhan sắc của mình nữa. Cho nên là tôi đã từng đi Ấn Độ và biết rằng bên đó người ta mỗi sáng người ta dùng sữa nghệ để người ta bảo dưỡng sức khỏe của họ. Thì khi về đây với công ty thực phẩm cung ứng thực phẩm sạch Sài Gòn đã đưa cái sản phẩm sữa nghệ này đến với mọi người thì tôi rất là mừng và tôi đem sản phẩm đó về cho cả gia đình mình dùng. Thì ai cũng có hiệu quả nhất định hết. Cho nên tôi quyết định dùng sản phẩm này để phân phối giới thiệu cho tất cả mọi người. Đặc biệt với những người có quỹ thời gian eo hẹp và luôn bận rộn với hàng vạn công việc không tên, thì việc tìm kiếm cho mình một bữa sáng đơn giản, gọn nhẹ nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng là thật sự cần thiết. Và sữa nghệ Hera chính là một trong những gợi ý thú vị, bởi ngoài tác dụng tốt cho sức khỏe, thì đây cũng là dòng sản phẩm sữa nghệ duy nhất đã được cấp phép lưu hành bởi Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều loại sữa dinh dưỡng khác, để mang lại hiệu quả cao nhất, người sử dụng cần biết cách sử dụng đúng cách cũng như liều lượng khuyến dùng mỗi ngày. Người tiêu dùng thì ngày càng quan tâm đến vấn đề sức khỏe nên công ty chúng tôi liên tục đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng của sản phẩm. Việc thứ hai là chúng tôi tiếp tục phát triển kênh phân phối để ngày càng nhiều người Việt Nam được tiếp cận với sản phẩm sữa nghệ Hera hơn. Đồng thời chúng tôi cần tăng cường tham gia vào quá trình phòng chống hàng nhái, hàng giả và gian lận thương mại để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Chính những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe mà vừa qua, sữa nghệ Hera đã vinh dự nhận giải thưởng thương hiệu nhãn hiệu tin dùng 2018.
Quý vị khán giả thân mến, có thể thấy công nghệ làm đẹp tiên tiến đã hỗ trợ rất nhiều trong việc cải thiện nhan sắc cho chị em phụ nữ, trong đó có vấn đề chăm sóc da. Và hàng năm các phương pháp cải thiện làn da mới liên tục xuất hiện, đánh dấu bước ngoặt lớn trong ngành làm đẹp. Để phục vụ khách hàng được tốt nhất, đòi hỏi các cơ sở làm đẹp cũng phải không ngừng đầu tư và cập nhật những công nghệ mới. Là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ngành thẩm mỹ không xâm lấn, làm đẹp công nghệ cao, HD Korea Beauty Center trực thuộc HD Group không ngừng cập nhật những công nghệ, dịch vụ làm đẹp mới. Ngày 15 tháng 9 vừa qua, HD Korea Beauty Center đã chính thức khai trương chi nhánh mới tại Nha Trang. Đây là trung tâm phức hợp gồm siêu thị với hơn 3.000 sản phẩm của 100 thương hiệu nổi tiếng từ Hàn Quốc và các quốc gia khác. Cùng với đó là trung tâm làm đẹp, điều trị, chăm sóc da với liệu trình làm đẹp công nghệ tiên tiến bậc nhất, độc quyền, cùng đội ngũ chuyên gia đến từ Hàn Quốc. HD Korea Beauty Center Nha Trang hứa hẹn sẽ mang đến cho chị em phụ nữ một vẻ đẹp tự nhiên mà không cần qua quá trình thẩm mỹ phức tạp. Qua những cái mối quan hệ làm việc ở ngoài quốc tế và cái điều kiện để đầu tư thì HD Clinic có đầy đủ tất cả các điều kiện để mà đầu tư những cái lĩnh vực mới nhất, những cái công nghệ mới nhất, đáp ứng được những cái vấn đề điều trị cũng như làm đẹp khá là đơn giản và an toàn. Có hai cái dự án mà chúng tôi muốn làm thêm, đó là thị trường ở Hà Nội và thị trường ở Đà Nẵng. Hiện tại thì khách hàng của HD Clinic phải bay vô Nha Trang hoặc là thành phố Hồ Chí Minh để làm đẹp. Và khách hàng ở toàn quốc thì chúng tôi có một cái lượng khách hàng khá là đông đảo. Ngoài ra, dịch vụ PRP cấy tế bào da bằng máu tự thân tại đây cũng được đánh giá là một trong những phương pháp tuyệt vời để ứng dụng điều trị các vấn đề về da. Với ưu điểm an toàn cao và dễ dàng nhận thấy ngay sau lần đầu tiên thực hiện, mà PRP ngày càng được ứng dụng rộng rãi và được nhiều bác sĩ da liễu và khách hàng tin dùng. Thì khoảng thời gian trước đây, Châu cũng đã trải qua khá là nhiều rồi, khá là nhiều trung tâm chăm sóc da. Và khi mà Châu đến đây thì Châu quyết định chọn đây bởi vì đây là liệu trình khép kín và dần như nó sử dụng những cái yếu tố của bản thân mình như liệu trình PRP, thì là nó sử dụng máu tự thân của mình để mà chăm sóc ngược lại cho làn da mặt của mình. Thì đó là một cái điều mà Châu cảm thấy rất là an tâm. Và bản thân Châu thì Châu thích nhất đó là liệu trình truyền dưỡng chất cho da, đó là truyền multi, và liệu trình PRP cấp ẩm. Bởi vì khi mà truyền multi thì các bạn sẽ được nhận dưỡng chất trực tiếp từ bên trong, da của mình sẽ được khỏe từ bên trong ra tới bên ngoài, còn PRP nó sẽ hỗ trợ mình cấp ẩm rất là nhiều. Ngoài những cái máy móc hiện đại và được cập nhật liên tục ở HD, là cái điều đó làm cho khách hàng rất là yên tâm. Thì có một cái đội ngũ ở Hàn Quốc là bác sĩ cũng rất là giỏi và chuyên nghiệp để về đây hàng tháng để mà chăm sóc cho khách hàng. Nhưng ở ngoài những cái liệu trình cơ bản thì thích nhất cái liệu trình, các liệu trình chuyên sâu hơn thì có liệu trình PRP. Thì cái liệu trình này cũng rất là an toàn vì nó sử dụng hoàn toàn từ cái máu tự thân trong người mình để mà chiết xuất ra các tế bào, để mà cấy vào dưới cái lớp da của mình, sẽ giúp cho làn da của mình khỏe cũng như là đạt được cái độ trẻ hóa tốt. Đặc biệt, công nghệ tế bào gốc cảm ứng iPS Stem Cell tại HD Korea Beauty Center là một bước tiến vượt bậc trong kỹ thuật làm đẹp bằng trẻ hóa từ bên trong, sẽ giúp phái nữ có được làn da và khuôn mặt tươi trẻ tràn đầy. Thị trường máy lọc nước ngày càng sôi động và phát triển mạnh mẽ. Từ các cửa hàng bán lẻ tới trung tâm thương mại, sản phẩm máy lọc nước được bày bán với hàng loạt chủng loại, mẫu mã, xuất xứ đa dạng. Vì thế, việc tìm được một sản phẩm máy lọc nước chất lượng luôn là nỗi băn khoăn của người tiêu dùng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Omfull Thái Lan là nhà sản xuất máy lọc nước và máy làm mát hàng đầu dưới thương hiệu Omfull, sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế như công nghệ lọc nước RO hoặc UF, tích hợp đèn UV diệt khuẩn và Oncolay cân bằng pH, sản xuất nước uống tinh khiết và an toàn cho sức khỏe. Bên cạnh đó, máy làm mát Omfull với nhiều tính năng vượt trội cũng đã trở thành sản phẩm tin dùng trong nhiều năm qua. Sản phẩm của Omfull được sản xuất theo quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt. Tất cả các công đoạn từ khâu lựa chọn thành phần vật liệu, linh kiện đến quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng để đảm bảo sản phẩm luôn đạt chất lượng cao, hiệu suất vận hành tốt nhất và an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Đặc biệt, máy lọc nước và máy làm mát Omfull
thiết kế hiện đại, sang trọng, lắp đặt dễ dàng, bảo hành chính hãng và đội ngũ dịch vụ kỹ thuật luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tất cả các vấn đề. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Vero Việt Nam là nhà phân phối độc quyền thương hiệu Omphone tại thị trường Việt Nam. Vừa qua, công ty cũng là một trong những đơn vị tham gia tại Ngày hội Sức khỏe Cộng đồng 2018, được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên, thành phố Hồ Chí Minh. Với sứ mệnh, tất cả vì cuộc sống dài lâu của bạn, Omphone mong muốn sẽ trở thành người bạn tin cậy, đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe cho các gia đình Việt. Mang trong mình sứ mệnh mang lại niềm vui, sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc cho người mắc bệnh tiểu đường và các bệnh mãn tính liên quan, công ty cổ phần Tifoco đã ra đời và từng bước chinh phục được khách hàng bằng những dòng sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, chất lượng cao và an toàn. Khởi đầu từ vị trí tân binh trong lĩnh vực sản phẩm hỗ trợ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, công ty cổ phần Tifoco đã luôn nỗ lực không ngừng khi cho ra mắt những sản phẩm uy tín, chất lượng vượt trội với quá trình nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng từ những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam. Ra đời từ ước mơ mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho mọi người, quy mô Tifoco ngày một lớn mạnh, đã có văn phòng đại diện và hệ thống phân phối trên toàn quốc. Các sản phẩm của Tifoco đều có nguồn gốc 100% từ thảo dược thiên nhiên, hỗ trợ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người, đặc biệt bệnh nhân tim mạch, tiểu đường, gút, mỡ máu, xương khớp. Ngoài ra, với đội ngũ dược sĩ, chuyên gia hỗ trợ chăm sóc 24/7 trọn đời, khách hàng của Tifoco có thể hoàn toàn yên tâm những thắc mắc của mình có thể được giải đáp bất cứ lúc nào. Khi mà kinh doanh về những cái sản phẩm về sức khỏe thì chúng tôi tập trung vào việc là nâng cao chất lượng của những sản phẩm này bằng cách là cái việc là chúng tôi liên tục thường xuyên cải tiến chất lượng của sản phẩm. Là khi mà tư vấn cho khách hàng thì chúng tôi sẽ lấy lại những cái thông tin và phản hồi của khách hàng. Từ đó chúng tôi biết được là nhu cầu của họ, các vấn đề của họ và chúng tôi tập trung vào việc cải tiến và nâng cao chất lượng của sản phẩm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng tôi tập trung vào đội ngũ tư vấn của chúng tôi là những dược sĩ chuyên môn có trình độ, và những dược sĩ của chúng tôi là liên tục được huấn luyện, được đào tạo để phục vụ cho khách hàng. Những sản phẩm của chúng tôi là được các chuyên gia nghiên cứu, và chúng tôi thường xuyên tổ chức những cái chương trình như thế này, các chương trình về ngày hội sức khỏe và các chương trình về sự kiện hội thảo, và mời các chuyên gia về để mà có thể là người bệnh có được những kiến thức thực tế từ những chuyên gia, để mà trong quá trình mà sử dụng sản phẩm và trong quá trình mà chăm sóc sức khỏe, người bệnh sẽ có thêm được nhiều kiến thức bổ ích để cho sức khỏe của mình. Cũng xuất phát từ mong muốn đồng hành cùng sức khỏe của cộng đồng mà ngày 6 và ngày 7 tháng 10 vừa qua, công ty Tifoco đã tham gia Ngày hội Sức khỏe Cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh do Hội Y tế Cộng đồng và Hội Người cao tuổi phối hợp tổ chức. Tại hội thảo, Tifoco hy vọng sẽ giúp người dân tìm thấy được giải pháp trong việc điều trị các bệnh như tiểu đường, các loại bệnh về gan, thận, xương khớp, huyết áp. Ngoài mục tiêu không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, Tifoco còn đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, cũng như việc bảo vệ an toàn cho sức khỏe và môi trường sống của mọi người. Tifoco đã, đang và sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đem lại sức khỏe tốt nhất cho bệnh nhân, đặc biệt là những người không may mắc phải căn bệnh tiểu đường. Hội chợ hàng Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh được diễn ra thường niên hàng năm. Đây là một chương trình giao lưu hàng hóa Thái tại Việt Nam và được khá nhiều người tiêu dùng Việt đón nhận cũng như háo hức tham dự, bởi đây chính là cơ hội tốt để người tiêu dùng trải nghiệm hàng Thái Lan chính hãng. Tham gia triển lãm năm nay có sự góp mặt của doanh nghiệp tư nhân Kim Long. Gian hàng của doanh nghiệp Kim Long thu hút khá đông khách hàng tham quan bởi sản phẩm được nhập về từ Thái Lan, có giá thành rẻ, chất lượng tốt và đa dạng về mẫu mã. Doanh nghiệp Kim Long tọa lạc tại địa chỉ 169 An Dương Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến là nhà nhập khẩu và phân phối các mặt hàng tiêu dùng với trên 500 sản phẩm có xuất xứ từ Thái Lan. Với nhiều sản phẩm uy tín, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, tạo nên được niềm tin và không ít người tiêu dùng lựa chọn. Hiện doanh nghiệp tư nhân Kim Long còn là nhà phân phối độc quyền sản phẩm snack khổng lồ Fuji và snack bắp Jolacorn. Đây là hai trong số các món bánh bim bim cực kỳ nổi tiếng ở Thái Lan, vừa mới có mặt tại thị trường Việt Nam đã tạo nên cơn sốt trong giới ăn vặt. Snack bắp Jolacorn giòn giòn, ngọt ngọt, thơm lừng, kết hợp cùng với ba hương vị sô-cô-la, ớt, sữa, hay snack tôm Fuji với nhiều hương vị như hải sản, tôm, trong biển, chắc chắn sẽ làm cho bạn thích thú và chỉ muốn ăn mãi không thôi.
Đặc biệt, tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn cho người dùng là lợi thế lớn nhất của công ty để chinh phục khách hàng. Kế hoạch sắp tới của công ty chúng tôi sẽ mang lại cho người tiêu dùng nhiều sản phẩm mới hơn và cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng nhất và tốt nhất, mở rộng ra 64 tỉnh thành trong cả nước để là thuộc top 1 trong những công ty mà có sản lượng phân phối mạnh nhất toàn quốc. Bên cạnh bánh snack thì doanh nghiệp tư nhân Kim Long còn là nhà phân phối độc quyền dòng sản phẩm nước giặt hoa hồng thương hiệu Faragan đến từ Thái Lan. Hiện sản phẩm của công ty đã phân phối tại các đại lý, cửa hàng, chợ truyền thống. Trong thời gian tới, Kim Long mong muốn hợp tác với nhiều đối tác trên toàn quốc nhằm mở rộng đại lý phân phối trên toàn quốc. Với mong muốn cung cấp giải pháp toàn diện trong điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bằng sự tận tâm cho mỗi cá nhân, hệ thống phòng khám Việt Lai luôn nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và chất lượng dịch vụ để đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho các vấn đề sức khỏe của khách hàng. Hệ thống phòng khám đa khoa Việt Lai chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2010. Gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực y tế, Việt Lai cung cấp dịch vụ thăm khám, chẩn đoán và điều trị toàn diện tất cả các chuyên khoa, nội, bao gồm nội tổng quát, nội tim mạch, nội tiết, đái tháo đường, cơ xương khớp, tiêu hóa. Ngoại gồm thần kinh cột sống sọ não, chấn thương chỉnh hình, sản, nhi, tai mũi họng, da liễu và đầy đủ các dịch vụ cận lâm sàng như cộng hưởng từ, nội soi tiêu hóa, xét nghiệm, siêu âm, X-quang, điện tim. Ngày 6 và 7 tháng 10 vừa qua, hệ thống phòng khám đa khoa cũng là một trong những đơn vị tham gia Ngày hội Sức khỏe Cộng đồng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh do Hội Y tế Cộng đồng và Hội Người cao tuổi phối hợp tổ chức. Đây là một trong những hoạt động nhằm cung cấp cho người dân những kiến thức hữu ích về những bệnh thường gặp như cơ xương khớp, tim mạch. Với tâm huyết vì chất lượng sống người Việt, phòng khám đa khoa Việt Lai hướng tới phát triển thành một tổ chức đặc biệt chuyên nghiệp trong dịch vụ y tế nhằm góp phần giảm tải lượng bệnh cho các bệnh viện lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cung cấp giải pháp toàn diện trong điều trị và chẩn đoán bệnh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Quý khán giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình kỳ này. Xin được cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu có bất cứ những thắc mắc hay góp ý gì cho chương trình, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email toamyeuthuong.htv7a.yahoo.com. Còn bây giờ, Thanh Phương xin được mến chào tạm biệt.